Sau đó chúng ta sẽ coi chừng Sky Fox ha. Thì Sky Fox nó chính là cái hiệu ứng của mây ha. Cái phần delay color ha, chúng ta phải tức như là chúng ta giảm hơn một cái độ nào đó ha. Giảm nhiều để tăng cái lượng sáng cho những đám mây ha. Đó, tăng như thế này ha. Ok, rất là đẹp ha. Ta đã tăng giảm rất là đẹp và những cái sky color ha. Như này rất là tốt ha. Tốt ok ha. Rồi, đây là cái cảnh của chúng ta ha. Chúng ta có thể xem nó to to lên tí. Ok ha, đây là cảnh của chúng ta ha. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta save cái cảnh này lại và chúng ta sẽ bắt đầu làm qua thằng vô ha. Chúng ta save lại. Ok, thì đây tôi đã save hai bài trước rồi ha. Bây giờ tôi sẽ save lại cái bài. Ha, chúng ta save lại. Rồi, chúng ta đã save lại xong rồi ha. Bây giờ tạm thời chúng ta sẽ tắt đi cái thằng vô ha. Các bạn nên nhớ là cái ban đầu của chúng ta là cái layer 1 ha. Đây. Layer camera, main camera chúng ta đang ở là chế độ là 2.500 km nha các bạn. Đang ở 2.500 ha. Như vậy thì chắc chắn là main camera của chúng ta đây. Nó đang ở tầng này. Thì buộc lòng chúng ta phải đặt cái thiết bị là cái chiếc phản lực của chúng ta ha là nằm ở giữa trung gian giữa 2.500 ha. Thì có thể là nó khoảng 2.500 thì nó cho nó khoảng 2.500 thì nó khoảng 2.300 ha, 2.500 2.300 km, 2.300 m nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tăng nó đi. Thì nó sẽ, tôi sẽ lấy thư mắt chính để xem sao. À. Ha, chúng ta lấy mắt chính ha, mở anh vô này lên ha, và chọn open ha, và lý vào cái thư mục này nè. Rồi mình chọn nãy là thư mục My Document ha, chọn nó là cái bài kỹ sao Việt ha, nó cái phần bài tập vô ha, nó sẽ cho vào. Ok, cho vào mà được á là coi như là chúng ta làm rất tốt ha. Đây, đây chính là cái địa hình của chúng ta ha. Còn nãy là chiếc máy bay phản lực của chúng ta nó rất là bé ha các bạn. Chúng ta bấm phím H ha. À chết rồi. Chúng ta bấm phím H lại ha. Chúng ta chọn Flex này. Select cái rồi. Z cái. Vậy ha, ta sẽ xóa một số cái không cần thiết đi. Ok, 3. Ok. Ha, camera đây chúng ta tạm thời cho nó ẩn đi ha. Hoặc là free ha, reselect ha. Ta rút cái này đối tượng này thành 1 ha. Ok. Tại giờ chúng ta đang ở cái độ cao là, tôi nói là khá thấp ha. Độ cao của chiếc máy bay. Ok, chúng ta sẽ lên nó khoảng là 50 ha. Hàng nãy là 2.500 chúng ta phải lên 23 ha. Quên. Chỉnh nó sao cho nó lên khoảng 2.300. Ba ha các bạn. Camera chúng ta sẽ là Entry ha. Rồi.
camera view. Ok, giờ chúng ta sẽ có thử một số render thử ha. Ở trường hợp cái độ cao này không thích hợp thì các bạn nên tăng cái độ chiếc máy bay lên nữa ha. Sẽ render thử thì chúng ta render với bóng mềm tốt đây ha. Ta vào render setup ha. Chọn asset render, chọn mentor ray ha. Thì chỉnh chỉnh như nãy thôi. 16:1 ha, 16:4 ha. Ok. Tắt bỏ shadow mask ha. Bỏ hướng motion blur đi các bạn. Hoặc cho cũng được nè. Bấm đặt render thử ha. Nó sẽ tương đối là mất khá nhiều thời gian đó. Render. À, ok, như vậy nó làm việc rất là tốt ha. Thì tôi đã cố gắng chỉnh lại cái phần render trong render setup á, chỉnh nó giá trị thấp để render cho các bạn tốc độ thì nó khá hơn. Hả? Chúng ta thấy được là máy bay chúng ta tôi nói là đang nằm ở rất là thấp rồi. Đây là địa hình của chúng ta. Còn máy bay thì nằm ở tôi nói là thấp ha. Đây là đường máy bay lên cao nữa ha. Thì nhớ nãy là nó nằm đâu cao cao khoảng nhiêu ạ? Cao phải cao nhiều lắm. Ok. Ok ha. Rồi chúng ta cho nó cao hơn nữa. Đây, các bạn có thấy cái main camera view của chúng ta này nè. Main camera này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thằng cao nãy ha. Cái thằng F18 này. Chọn F18Z. Đưa nó lên cái độ cao mà nãy chúng ta làm việc ha. Đó, rồi. Phần comment camera view chúng ta sẽ cho đây. Ha. C cái. Camera 1, ok. Zoom lại. Xoay cái ha. Rồi. Thế này đi. Rồi, chúng ta sẽ render thử ha. Ok, rất là tốt. Nãy chúng ta có chỉnh cái phần skyline, tôi nói là rất là sáng, cho nên là chúng ta nên giảm lại cái chế độ đèn của trong cái phần cái đèn của cái vô ha, thì nó cũng nằm ở trong 3D Smart, chúng ta sẽ giảm nó nhẹ lại nữa, thì nó sẽ trong cảnh nó sẽ đẹp hơn. Cái độ mây ở dưới chúng ta hồi nãy chúng ta setup, tôi nói là nó còn dày lắm á, các bạn nên chỉnh nó cái phần hai nữa, thấp lại tí thì sẽ đẹp hơn.